Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đã tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Một việc nhỏ. Mùa hè đến, cả gia đình Thêm gồm hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Anh coi, hai đứa nó chơi vui như thế, bảo sao vừa nghỉ hè một cái đã đòi đi biển ngay. Anh cũng đâu có kém bọn trẻ, anh rất muốn có thời gian để ở bên em và các con nhiều hơn. Bob, Jenny, lại đây ba biểu. Phải về rồi ạ? Tụi con đang chơi vui mà ba. Không phải đâu con, nghe ba mẹ dặn nè. Các con có thấy bà cụ đằng kia không? Nhớ tránh xa bà ta ra nha. Dạo này bắt cóc trẻ con cứ nhăn nhãn, không tin được ai cả đâu. Các con nhớ lời mẹ dặn đó, tuyệt đối không được đi đâu xa và không lại gần người lạ, nghe chưa nào? Thế bà ấy không phải là người tốt hả ba? Thôi, cả nhà mình lên quán uống nước đi. Có món kem dừa ngon tuyệt, các con muốn thử chứ? Ăn kem thôi. Nè cậu, bà cụ kia từ đâu tới vậy? Cậu biết bà ta là người thế nào không? Bà cụ ấy là người dân ở đây. Bà từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một miếng chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo đó thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển tìm lượm những miếng chai, miếng sắt hoặc hòn đá có cảnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp với đôi mắt ướt nhòe: tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi, giúp các cháu có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ có điều gì xấu xảy ra như đứa cháu đáng thương của tôi. Ba ơi, con muốn biếu bà ly kem của con. Con chưa đụng vào đâu ạ. Bà đi như thế chắc khát nước lắm đó ba. Ừ, để ba xuống xin lỗi bà và mời bà lên đây nha. Con người thường hay vô tình với những điều nhỏ nhoi xung quanh. Làm việc thiện, quan trọng nhất không phải là việc lớn hay nhỏ, mà cốt ở cái tâm lớn hay nhỏ của mình.